này mình thì do là nhà cũng không có điều kiện lắm, nên là thôi tính để bốn đứa là nghỉ thôi chứ không có để nhiều. Chưa biết ai là thóc hay là gạo đâu. Nhưng có một người gái xong rồi vô hỏi mình là anh ơi có chụp ảnh không? Không, anh mới bút xô. Được bút xô thế là anh đi chụp. Thế là gặp bạn này lần đầu tiên. Bạn này được cái là cũng rất là hiền và thật thà. Vài lần á, chẳng bắt đầu anh tấn công luôn, anh tấn công dồn dập luôn, anh nói thẳng luôn, anh nói là bây giờ nha, anh là photo, em là mẫu, mà anh và em đều có điểm chung là thích cảnh đẹp, vậy thì bây giờ hai đứa mình kết hợp đi. Ok, dễ thương nè. Do anh này á, anh rất là chân thành với mình, rồi yêu thương mình hơn bản thân của ảnh. Chắc chắn ưu điểm ai cũng sẽ nhìn thấy đó là anh chụp hình đẹp. Là anh có một cái nhược điểm đó là anh hay nóng, anh rất là hay nóng tính nha. Rồi nhiều khi trẻ trâu lắm, trẻ con lắm, đi đường ở phóng nhanh như gì ấy. Yeah.
thì con cũng xin nói lời cảm ơn bố mẹ đã sinh ra một người con gái rất là thông minh, xinh đẹp, đứt na, hơi bướng một xíu thôi nhưng mà con vẫn yêu. Con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Đây, cảm ơn nhiều. Staring at the sunset, deep lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just overhead, turn my head and I call.
you by eye for the first time. My life to serve. Look no further. I'm finally found something to hold on to. I could. Dành lời yêu anh, đồng ý làm vợ anh, đến với anh trong cuộc đời mình và mang mon đến đây, yêu em.